thầy dự định là ít hôm nữa thầy sẽ vào thầy kiểm tra từng vị mấy con, từng người, để rồi thầy phân cho mấy con biết cái lớp, cái khả năng của mình thì sẽ tu tập cái lớp nào. À, người mà tâm mình nhiếp tâm dở, xả tâm dở thì phải học dưới luật đức hạnh trở lại. Mình sắp lớp lớp cho mấy con, cái gì rằng bây giờ tâm như thế này chứ sắp lớp mấy con lẽ. Người mà nhiếp tâm khá, xả tâm giỏi, mà coi ở trong cái giai đoạn của tứ niệm xứ hay hoặc là tứ chánh cần. Nếu mà trong cái giai đoạn tứ chánh cần thì phải tu như thế nào để ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện thì con. Còn cái giai đoạn của người nào tu tứ niệm xứ thì phải nhiếp tâm như thế nào để tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Bây giờ thầy hỏi mấy con thử, mấy con trả lời. Người nào mà có thể ngồi suốt 1 tiếng đến 6 tiếng đồng hồ mà tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, không có một niệm nào chưa? Có chưa? Chưa được. Thì vậy thì mấy con chưa tu tứ niệm xứ được. Như vậy là còn tu tứ chánh cần đi. Trong tứ chánh cần, người nào mà xả tâm hết thanh tịnh thì mới được tu tứ chánh cần. Mà xả tâm hết thì thầy sẽ làm một cái bài, thầy trắc nghiệm coi cái tri kiến của mấy con có hiểu gì giới luật đức hạnh không. Mà mấy con còn làm sai thì tức là mấy con cũng chưa có xả tâm ở trên tứ chánh cần được, mà còn đang xả tâm ở trong giới luật đức hạnh. Có phải không? Đó là lớp của mấy con rõ ràng rồi, không có chối cãi đâu hết. Bài mấy con làm đây sai mà mấy con bảo mấy con để mấy con vào tứ chánh cần mà tu tập thì coi như mấy con chưa thông mà. Những gì chưa thông suốt thì làm sao mấy con tu? Cho nên Đức Phật nói những gì thông suốt cần phải thông suốt. Có phải không? Mà mấy con chưa thông suốt mà đi đến lớp mà để mà diệt ác ngăn ác của tứ chánh cần, tức là tứ chánh cần là cái lớp thứ mấy, cái lớp thứ mấy mấy con? Chánh tinh tấn nó thứ sáu, thứ bảy là cái lớp chánh niệm, thứ tám là cái lớp chánh định, có phải không? Chánh tinh tấn, tứ chánh cần là chánh tinh tấn, phải không? Cho nên như vậy mấy con chưa thông suốt, tức là từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng mấy con chưa thông suốt. Cho nên bây giờ mấy con làm bài đâu có chưa thông suốt, tức là làm bài không được, có đúng không? Thì phải học, phải học dưới luật, tức là mấy con phải học ở các lớp kia thì sau đó mới lên tới cái lớp tứ chánh cần. Mấy con thấy có lớp là chứ đâu phải muốn ngang ở chỗ nào được đâu. Ở đây đạo Phật có 8 lớp đàng hoàng mà, phải không? Mà bây giờ thầy cho một cái bài, cho một cái bài để trắc nghiệm mấy con. Mấy con làm bài thầy biết cái tri kiến của mấy con chưa thông suốt thì mấy con phải học là cái lớp giới luật cho thông suốt. Sau khi thông suốt rồi thì thầy mới đưa mấy con lên cái lớp tứ chánh cần. Mà cái lớp tứ chánh cần mấy con ngăn ác diệt ác. Bây giờ tâm mấy con ngăn ác diệt ác, mấy con ngồi bất động thanh thản là diệt. Mà trong tâm mấy con ngồi có chút, mỗi con 1 phút, 2 phút, 5 phút có niệm rồi thì mấy con tu tứ niệm xứ được chưa? Chánh niệm có chưa? Được chưa? Chưa. Chánh niệm là cái niệm chân chánh mấy con. Cái niệm chân chánh của nó là cái chuyện niệm gì biết không? Thanh thản, an lạc, vô sự. Cái niệm toàn thiện. Có đúng không? Có phải không? Nó toàn thiện chứ. Bây giờ mấy con ngồi đó mà niệm, bây giờ tôi nghĩ bây giờ tôi phải đi cứu trợ, phải giúp người này, giúp người kia, đó là thiện. Nhưng mà cái thiện đó nó có toàn thiện không? Nó còn niệm mà nó sẽ thiện. Mà chánh niệm nó là cái niệm chân chánh, cái niệm không thiện, không thiện, không ác. Vì nên bây giờ mà con ngồi bất động thanh thản an lạc, đó là cái niệm chân lý. Có phải không mấy con thấy? Đó, như vậy thì thầy phân lớp cho mấy con. Mấy con biết cái trình độ của mình ở chỗ nào rồi chứ gì? Rồi do mình nắm được cái, mình hiểu biết được cái trình độ của mình rồi thì mình sẽ nỗ lực ở chỗ đó mà tu. Chứ hôm rày mấy con tu chung chung đó, có đúng không? Mà tu chung chung thì mấy con đến cái lớp mà chánh định mấy con làm nổi không? Bởi vì cái lớp đó là cái lớp luyện cái nội lực ở trong thân của chúng ta.
Nói chánh định đâu có nghĩa là tôi bây giờ muốn nhập sơ thiền, tôi ngồi đó tôi ly dục cái áo pháp nhập sơ. Tôi phải có phương pháp đàng hoàng mà có cách thức đạt, có cách thức đạt, có phải không? Nào mấy con thấy chưa? Bây giờ đến cái lớp chánh định thì coi như là thầy kiểm tra, thầy xem xét để mà sắp lớp cái trình độ của mấy con ở cái lớp tu tập nào. Dù là người cư sĩ mà người ta đạt được ở đến cái mức độ, bởi vì nó có cái giáo đoàn của cư sĩ mà, nam cư sĩ này, họ mặc áo, họ để tóc, họ là cư sĩ, nhưng mà sự thật họ vào trong này họ cũng không thua gì chúng ta đâu. Cho nên những thứ quay nghi tế hạnh của họ, họ không mặc y áo chúng ta, nhưng đừng xem thường họ. Có nhiều người cư sĩ họ thông suốt hơn chúng ta đó, tu sĩ chúng ta chưa bằng đâu. Mà có nhiều người cư sĩ họ có thể, họ sẽ an trú tâm họ ở trong bất động tâm một cách rất là cụ thể rõ ràng. Tâm bất động có thể từ 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ có thể đạt. Thì như vậy chúng ta tu sĩ có bằng họ, họ ở trên tướng niệm xứ được. Và chúng ta đâu biết chừng rằng trong cái giới cư sĩ người ta có thể người ta tu ở trong chánh định, người ta luyện nội lực, có bệnh đau người ta đuổi bệnh đau đi, người ta muốn chết hồi nào chết, người ta muốn sống hồi nào sống. Thì mấy con thấy, cho nên người ta chỉ có ác có một chiếc áo mà thôi. Cho nên đối với thầy ở trong cái tu viện này tất cả đều bình đẳng nha. Tại sao mà chúng ta bình đẳng như vậy? Là tại vì sự sống nó giống nhau, mình có sự sống, các vị cư sĩ kia cũng có sự sống, mình chỉ có chiếc áo, cái đầu của mình khác thôi, chứ mình có sự sống mình có khác không? Ngày mình cũng ăn bữa cơm mình sống, họ cũng ăn bữa cơm mình sống, cũng y như mình, họ cũng giống như mình không khác. Do cái sự mà sống bình đẳng với nhau thì chúng ta tôn trọng sự bình đẳng, chúng ta thương yêu bằng thương yêu của sự sống, cung kính tôn trọng sự sống bình đẳng với nhau thì làm gì chúng ta có giận hờn gì, có hơn thua. Nhiều khi chúng ta hơn lời nói, hơn những cái điều này, hơn những cái điều kia, nhưng mà sự thật ra mục đích của đạo Phật là sự bình đẳng, sự sống. Ngày hôm nay thì về đây là cũng có cái tin duyên, cái sự thật ra thì quá nhiều bây giờ có thể chúng ta ở đây một cái số rất nhỏ, quá nhỏ, còn một cái số lượng người khắp ở trên thế giới hàng tỷ tỷ người, người ta chưa học được đạo đức nhân bản, đạo đức gốc con người. Họ còn đang là những loài động vật, mấy người, mấy con. Con người, thật sự họ là con người, hình thù con người, nhưng mà tâm tánh họ là tâm tánh của loài động vật, thú vật. Họ hung dữ lắm đấy, họ gian ác, hung dữ ghê gớm. Chúng ta đến đây, chúng ta học được một chút ít đạo đức, chúng ta thấy, chúng ta giảm rất nhiều, để chuyển dần từ cái tâm tính động vật, chúng ta trở thành tâm tính con người. Cho nên năm cái giới luật của đạo Phật là năm cái đức nhân bản của con người. Mà chúng ta học tới đâu thì chúng ta thấy mình được an vui, hạnh phúc, yên ổn đến đâu, không ai làm khổ mình đâu. Các con may mắn lắm, cuộc đời các con may mắn, các con sẽ học được những cái đức hạnh như Phật. Mấy con học được những đức hạnh như chúng thánh tăng. Mấy con học được những cái đức hạnh làm chủ sự sống chết như Phật. Quý lắm. Đó là mình có phước. Còn biết bao nhiêu người mình sẽ vô phước. Các con cứ nhìn đi. Hiện bây giờ chợ Trảng Bàng, nổi cái thị trấn Trảng Bàng thôi, hàng trăm hàng ngàn người họ chẳng biết. Thôi bây giờ chúng ta thấy nội trong tu viện chúng ta, mà bước ra khỏi tu viện của chúng ta, ở ngoài kia chồm xóm làng xã, họ có biết đạo đức này không? Họ còn đang hung dữ, họ còn đang giết hại loài chúng sống ăn thịt như một loài thú vật sâu xé nhau. Còn chúng ta ở đây may mắn lắm, chúng ta giải thoát mình. Các con thấy chưa? Chúng ta thấy, chúng ta biết mình có duyên, mình gặp được chánh pháp của Phật như thế này, sống được với đức hạnh hiền hòa như thế này, không nỡ ăn thịt chúng sanh.
chúng ta thấy chúng ta hạnh phúc lắm. Cho nên được thầy kiểm tra hướng dẫn từng cái cơ bản, từng cái đặc tướng, từng cách thức để cho mấy con tu tập cho đạt được. Thế nếu mà đến một cái chùa nào đó thì người ta dạy cho mấy con học kinh tụng, cúng bái tụng niệm cầu siêu cầu an, thế là cuộc đời của mấy con chỉ tu như vậy thôi, có lợi cái gì. Còn ở đây không, thầy sẽ sắp xếp từng đặc tướng của mấy con, từng cái căn bản hiểu biết của pháp để cho mấy con nằm ở trong cái lớp của mấy con, để mấy con phải tập từng đó, cái sự tiến bộ của mấy con sẽ thấy nó rõ ràng. Nếu mà thầy không sắp lớp thì ai mấy con thấy cũng chung chung thôi, mấy con chưa biết cái người cao người thấp ở trong cái số của mấy con cao thấp là như thế nào, là do xả tâm nhiều ít, do nhiếp tâm an trú, do cái nội lực định lực của mình có nhiều ít để làm chủ bản thân tâm của mình chứ ai, chứ không phải là ở đây cao thấp là cái trình độ kiến thức thế này thế khác, mà cái sức tu tập của chúng ta đã làm chủ nó được ở mức độ nào. Bây giờ thì các con thấy chung chung với các con biết người nào ra sao, cho nên thầy sắp lớn rồi thì mấy con phải nỗ lực tận cùng để mà tu tập. Hằng ngày chúng ta không có làm ra hạt cơm mà cơm đàn á thì chủ cũng dược, thì chúng ta phải nỗ lực tu tập cho đúng cách, làm cho đúng cách để thực hiện sự tu tập chúng ta đi được giải thoát, để trở thành gương. Rồi đây trong chiếc áo của mấy con, dù là cư sĩ tăng ni hay là nữ cư sĩ, trong chiếc áo tu tập của mấy con hoàn toàn mấy con mang thân giáo của mấy con đi đến mọi từng nơi để mấy con hướng dẫn người ta đạo đức nhân bản. Mấy con phải làm cái trách nhiệm chứ không có lý nào mà tôi học rồi, bây giờ tôi tu được rồi tôi chết, tôi hoàn toàn tôi không nghĩ đến mặt không. Điều đó thầy không chấp nhận. Cái nhiệm vụ của mấy con học để được giải thoát, học để đem lại sự lợi ích lợi cho mọi người. Người ta đang đau khổ, mình nỡ đành làm nào mình bỏ người ta được. Cũng như thầy tu xong rồi, thầy đâu nỡ bỏ mấy con, thầy đâu nỡ bỏ lại người. Cho nên thầy chịu dứt giả suốt 20 năm trời này, chịu rất nhiều sự đau khổ. Mà chịu rất nhiều sự đau khổ là do ác pháp, do các con mà thầy phải chịu mà thôi. Thầy biết độ chúng sanh rất khó, bởi vì chúng sanh toàn là ác pháp, có người nào là thiện pháp đâu. Chính hôm nay mấy con được chút ít thiện pháp chứ chưa toàn thiện. Còn ở ngoài đời biết bao nhiêu điều ác pháp, mà khi mà kê giai gánh giác để độ chúng sanh là phải gánh giác ác pháp của họ, cho nên phải chịu biết bao nhiêu cay đắng. Vậy hôm nay mấy con học xong, ráng cố gắng học xong để cứu mình trước tiên, để cho mình trở thành một hành động đạo đức, để đem cái hành đức đạo đức đó mà dạy người, để hướng dẫn mọi người, để cho mọi người thoát khổ, đem lại cảnh thế gian trên hành tinh chúng ta, hành tinh sống này nó sẽ là một thiên đàng cho loài người. Như vậy chúng ta mới xứng đáng là những người đệ tử của Phật. Cái ơn của Phật rất lớn mà chúng ta chưa biết lấy gì mà đền đáp ơn. Chỉ có chúng ta tu học để được giải thoát, đó là đền đáp ơn thứ nhất. Khi giải thoát xong, đem cái học, cái kinh nghiệm tu tập này mà dạy cho mọi người, đó là chúng ta đền đáp ơn Phật. Ngài để lại bốn chân lý, để lại cái chương trình giáo dục đào tạo chúng ta trở thành một con người toàn thiện, một con người hoàn toàn làm chủ được sự sống chết của chúng ta. Cái ơn nó quá lớn. Cha mẹ sinh chúng ta ra có hình, có dốc, có tâm, có tư tưởng, nhưng người không, cha mẹ không cứu chúng ta thoát khổ những cái nghiệp. Nhưng Đức Phật không sanh chúng ta, nhưng hướng dẫn chúng ta thoát khổ từ trong tư tưởng cho đến thân xác của chúng ta, làm chủ được sự đau khổ chính bản thân của chúng ta. Cho nên chúng ta nỗ lực mới rất nỗ lực, ráng tu tập. Thầy sẽ chịu khó đến đây mà thầy kiểm các con từng người một, từng người một, thầy kiểm từng người. Thầy không bỏ hỏng các con mà thầy kiểm tra rất chặt. Thầy dạy các con rất kỹ. Nếu mà khi mà kiểm tra xong, sắp lớp mấy con xong rồi, cái trình độ của mấy con ở cái mức độ đó mà yếu kém
thầy phải trực tiếp trong từ, ví dụ như buổi sáng thầy dạy thì buổi chiều thầy phải kiểm tra, ngày mai ngày mốt cũng vậy, để khi mà các con thuần thục thầy mới bỏ các con tu thật. Chứ thầy chỉ mấy con tu thật rất phí thì giờ rất nhiều tu, mà như vậy thì kết quả làm sao được. Thầy thầy cho nên hôm nay thầy đến đây thăm mấy con, khởi đầu một năm mới, tiếp tục chúng ta sẽ có chương trình mới tu tập, không thể lỡ dở, thời gian phí chúng ta rất nhiều. Các con hôm nay phải ổn định hoàn toàn về cái mặt gia đình của chúng ta, để chúng ta yên tâm tu một năm tới cho được đầy đủ hơn, nỗ lực hơn. Các con thấy thầy ra khỏi tu viện nhưng mà thầy có rời xa mấy con bước nào đâu, nghĩa là thầy không bao giờ bỏ mấy con. Các con thấy thay vì thầy phải đi ở một cái nơi nào xa xôi nhưng mà thầy không bỏ mấy con, bởi vì cảm cái tu viện như thế này, các con đang ở tu, các con đang theo cái tu viện này, các con bỏ cái cuộc đời. Thầy nói lần nào mà thầy đi cái nơi nào đó trong một cái hang, thầy có đến Ngọc Tuyền, thầy định ở đó để rồi mình thị tịch ở đó luôn, nhưng nghĩ nỗi thương đau của mấy con bỏ đi, rồi ai hướng dẫn mấy con? Thầy biết rất rõ hơn ai biết mấy con, thầy biết các con rõ ràng các con tu chưa tới đâu cả. Điều đó là điều chắc chắn 100%, không sai một chút nào. Nếu mà thầy ra đi, thầy nhập diệt rồi, thì mấy con cũng biến dần, mấy con trở thành những các vị tu sĩ đại thừa mà thôi. Từ đó mấy con sẽ từ ở trên kinh sách của thầy, mấy con sẽ kiến giải theo cái hiểu biết của mình, sẽ manh nha thành ra nhiều hệ phái khác nữa, chứ nó không được. Bởi vì cái hình ảnh của Đức Phật ngày xưa đã để lại chúng ta thấy, khi Đức Phật diệt, các đệ tử của Đức Phật, những người mà tu chứng thì họ lần lượt họ ra đi. Tại sao vậy? Tại vì họ không đủ khả năng để mà nhiếp phục cái tâm tham vọng của những vị thầy khác. Thậm chí như mấy con thấy, khi mà Đức Phật tịch thì trong cái giáo đoàn của Ngài Ca Diếp có nhiều tu sĩ đã bảo ông già đã chết là mình khỏe, ông càng sống là mình khổ. Các con thấy trong cái giáo đoàn mà thời Đức Phật như vậy, thì thử nghĩ trong cái thời của chúng ta sao? Khi mà thầy chết rồi thì có những người thầy còn nói giới luật này kia, khắc khe ngài ăn một bữa, sống độc cư không cho nói chuyện. Bây giờ thả cửa, mình kiến giải theo, viết theo kinh sách, thì như vậy còn gì những Phật pháp nữa không? 20 bộ phái ra đời khi Đức Phật nằm xuống rồi, người nào cũng danh lợi để cho mình củng cố làm bá chủ một trời. Ngay trong thời của thầy, thầy cũng thấy rồi, thầy chưa chết mà thầy cũng đã thấy rồi. Có nhiều người theo tu học thầy, rồi bây giờ kiến giải thêm một số, dựa vào những cái bài pháp thầy dạy, kiến giải thêm một số, đi ra lập đứng một góc trời, thuyết giảng thế này thế khác, viết bài đưa lên mạng bằng cách này bằng cách khác, thậm chí như còn chống đối lẫn nhau. Mà trong khi chưa có người nào có thiền định cả, trong khi chưa có người nào giới luật nghiêm chỉnh đã, thế mà vẫn còn danh lợi đến mức độ như vậy. Thì các con tâm con người danh lợi lớn lắm mấy con. Cho nên nếu mà thầy không đào tạo cho các con tu chứng quả A-la-hán giải thoát hoàn toàn, thì khi mà thầy tịch rồi, thì những điều mà thầy dạy mấy con, họ sẽ dựa vào đó mà triển khai theo một cái hướng khác, sẽ thành lập một hệ phái, một giai đoạn khác. Đó là cái danh lợi của mình. Chứ bây giờ lỡ như mặc chiếc y áo mấy con, bây giờ sao giờ đây? Thôi, cũng phải đi tìm cái nơi nào đó làm cái gì,
trụ xứ của mình, làm vị trí, rồi mọi người đều theo mình, trở thành một số đệ tử của mình, thì chừng đó như thế nào mình có sự giải thoát bản thân mình thì chưa được, mà lại làm cái chuyện giải thoát cho thiên hạ, thì như vậy là đã dắt người ta đi vào tu chân. Cho nên thầy mới viết một bức thư, tâm thư thầy gửi về. Chúng ta chưa giải thoát được gì mà dội viết kinh sách, dội biên soạn thế này thế khác, là chúng ta là người ăn trộm ăn cắp. Mình biết cái gì? Mượn người khác, mượn kinh sách Đại Thừa, mượn kinh sách của Phật, mượn viết ra, trong khi đó mình không có kinh nghiệm gì cả. Như vậy không phải mình ăn cắp văn, ăn cắp ý của người khác, mình viết ra. Bằng chứng mấy con thấy rất rõ. Hiện giờ có những cái bài người ta viết ra cũng nói tu cái này cái nọ cái đủ thứ, mà có kinh nghiệm gì đâu. Đó là cái sai. Cái sai của người này dẫn dắt đến cái sai của người khác, làm cho bao nhiêu người người ta lệch được, lệch hướng, không biết được tu tập. Quá uổng cuộc đời của con người. Ai khổ cũng muốn đi tu để cho thoát khổ, nhưng tu rồi thì lại tu danh tu lợi, không thấy cái tu để thoát khổ. Cho nên hôm nay thầy về đây là vì có số Phật tử muốn gặp thầy. Lẽ ra thì thầy từ chối, nhưng rất tội là vì họ ở xa, cả năm trời họ mới về thăm, mà không tiếp họ thì cũng rất tội, mà tiếp cũng là tạo một cái duyên cho họ để họ biết đâu đúng chánh pháp và đâu không đúng chánh pháp. Còn các con đang ở trong lòng của tu viện là cái trách nhiệm bổn phận là thầy phải hướng dẫn các con đi tới nào thì chọn, tới nào thì chọn, phải cố gắng, các con phải cố gắng. Còn một hơi thở là còn tu tập, chừng nào mà chúng ta làm chủ được sự sống chết, chấm dứt được sự luân hồi, thì chừng đó chúng ta mới có an vui được mấy con. Chứ hiện giờ thì trong tâm của mấy con luôn luôn khoác hoài, mình làm sao làm chủ được sự sống chết đây. Tu tập còn xa lắm, không phải gần đâu, và còn nhiều nỗ lực nữa chứ không phải ít. Nhưng chúng ta là con người, làm được, thầy làm được, Phật làm được, thầy làm được, và chúng ta là con người sẽ làm được. Ý chí ngút ngàn của chúng ta sẽ làm được những cái chuyện vĩ đại này, chứ không phải là nói thầy làm được, Phật làm được, con làm được. Không phải đâu. Thầy đặt thành vấn đề cho mấy con thấy. Khi thầy kiểm tra mấy con ngồi lại trong một phút mấy con nhiếp tâm, nhưng trong một phút nhiếp tâm vẫn còn có vọng tưởng. Mà nghe nói thầy 30 phút không vọng tưởng, còn mấy con một phút mà có vọng tưởng, thì các con thấy mình tu sẽ được không? Thầy sẽ dạy mấy con một phút sẽ không vọng tưởng, mà một phút không vọng tưởng cũng bằng thầy 30 phút không vọng tưởng. Bởi vì thầy tự nó không vọng tưởng, cho nên đến 30 phút có vọng tưởng, từ đó mà thầy nhiếp phục cho nó đến 1 giờ 2 giờ không phải dễ. Các con hiểu chưa? Còn bây giờ mấy con vô một phút có vọng tưởng, mà giờ thầy dạy cách thức mấy con nhiếp tâm một phút không vọng tưởng, thì mấy con cũng như thầy thôi, đâu có gì đâu. Tại vì căn cơ đặc tướng của thầy như vậy, còn căn cơ đặc tướng của con khác mà. Còn mấy con so sánh từ cái đặc tướng này, so sánh từ đặc tướng kia, mấy con thấy mấy con tu không được làm, mấy con đã sẵn. Là con người sanh ra là người nào cũng có thể tu giải thoát được hết. Người nào cũng có cái đầu hết, mà cái đầu của chúng ta là cái sự điều khiển của sự giải thoát đó. Chứ phải chi mà thầy có cái đầu, mà mấy con không có cái đầu thì mấy con sẽ không được. Không làm chủ được. Còn này thầy cũng vậy, mấy con cũng vậy, thì người nào cũng làm chủ được. Nhưng mà tùy ở đặc tướng mà tu tập liền tập thì chúng ta sẽ thành công mấy con không? À, cho nên hôm nay á, thầy nói vậy để khởi sự cho bắt đầu một năm mới, thầy sẽ cố gắng. Và đồng thời tu viện của chúng ta hôm nay nó cũng tạm thời thì chúng ta cũng đã có thấp, để mà chúng ta chia ra từng cái lớp, lớp học của chúng ta, cái lớp nào ra lớp này. Còn trước kia thì tu viện của chúng ta nó chưa đủ, cho nên nó rất là khó phân lớp. Và đồng thời thì cái chương trình mà để mà giáo dục đào tạo về đạo đức cho mọi người, trong đó có chúng ta này. Thì cô Úc có mua khu đất, thì nghe nói ở trước ruộng này có mua khu đất có rào rồi. Thì thầy có đưa cho thầy cái số diện tích của nó bao nhiêu thước ở trong khu đất đó. Thì thầy có giảng cái đồ án
để xây dựng các cái lớp học ở đó, các cái lớp học. À, cho nên vì vậy đó, nó sẽ quy hoạch nó như thế nào để thành một cái trường học của chúng ta. Nó không phải là cái trường học đâu. Cái trường học đời nó có một cái nhà dài, rồi nó ngăn ra từng phòng, nó thành ra từng cái lớp học. Còn chúng ta thì khác. Trong cái khung đó thì trong cái đồ án để mà xây dựng cái trường học đó, thì mỗi một cái nhà, chứ nó không một cái nhà cất thành một cái lớp học của chúng ta, coi như là một cái giảng đường đó. Mà trong cái khu đất đó bao nhiêu cái lớp học là bao nhiêu cái giảng đường. Do đó thì thầy sẽ quy hoạch nó, và trong khi đó thì nó sẽ có những cây xanh, nó có bóng mát, nó có những cái nơi thoải mái để mà những người học viên vào đó học. Sau khi trong giờ học, hết giờ học thì chúng ta ra ngồi dưới bóng mát chơi để cho nó thoải mái dễ chịu, rồi tiếp tục vào những cái giờ khác để học. Thì nó đã, thầy đã quy hoạch cái đồ án để chúng ta xây dựng cái cơ sở học tập. Và ở đây, và ở trong tu viện của chúng ta sẽ là cái cơ sở để chúng ta ở, để chúng ta ở tu tập. Còn học tập thì chúng ta sẽ đến lớp học tập, có trường có lớp đạo hành. Thì như vậy là còn một cái số người cư sĩ, chúng ta ở đây là chúng ta ăn ngày một bữa, nhưng mà những người cư sĩ họ còn họ sống ngoài đời, họ không thể nào ăn ngày một bữa như chúng ta, họ ăn hai bữa. Còn không, bây giờ cho họ vào đây họ ở ăn hai bữa ba bữa thì không thể được, bởi vì đó đây là cái tu viện. Cho nên những cái lớp học đó họ đến học, và đồng thời họ ở ngoài cái tu viện của chúng ta họ ăn hai bữa được, nhưng chúng ta lại bồi dưỡng cho họ có cái đạo đức, họ sống để đối xử với nhau, họ không làm khổ nhau. Thì cái trường lớp của chúng ta sẽ mở mang và sẽ thu nhận tất cả những dân làng ở đây cũng như tất cả mọi người ở chỗ khác về đây mà người ta học đạo đức, thì người ta sẽ ở ngoài người ta học chứ không vào đây. Nhưng cái trường lớp là trường lớp của tu viện của chúng ta, cái cơ sở. Vì vậy mà thầy sắp sửa sẽ hướng dẫn cho phụ Úc sẽ xây dựng cái khu trường học ở đó. Và đồng thời thì cũng may mắn là nhà nước ở đây người ta cũng chấp nhận cho mình làm những công việc đó. Chứ cỡ mà không chấp nhận mà đưa ra một cái giải mà cất chừng cỡ khoảng độ chừng 10 cái lớp học như vậy, 10 cái lớp học như vậy, thì đường xá đồ ở trong những cái khu vực đó, đường xá đồ, cây cỏ đồ, cây xanh đồ mọc tốt đẹp, mà cất nhà như vậy, hầu như là chúng ta cất cái lớp học thì chúng ta không có cất bằng tầm giam trúc tre, gì nó sẽ mau hư, chúng ta sẽ xây gạch. Cho nên nó có tốn hao nhưng mà nó duy trì lâu dài, và đồng thời được tiếp nhận những mọi người, vừa là những người dân ở xung quanh xã của chúng ta họ sẽ đến họ, và những người ở xa họ cũng sẽ đến đây, họ sẽ học những đạo đức, mà những cách đạo đức thầy sẽ chuẩn bị đầy đủ những cái bộ sách đạo đức để mà chúng ta học tập. Những sách đó đều được xin phép ấy, rất dễ, không khó khăn. Cho nên ở đây, rồi trong những cái lớp học đó thì có những cái dịp mà thầy về để mà thầy kiểm tra, chứ thầy không dạy đâu, thầy kiểm tra, và có những người khác đứng dạy thay thầy đứng dạy. Thầy sẽ kiểm tra. Thầy cũng giống như mà trong những cái ngày thi thầy làm giám khảo mà kiểm tra mấy con thôi, rồi cho lên lớp hay là ở lại là do thầy. Cho nên vì vậy mà mấy con nó nhớ là học kỹ, tu tập kỹ thì mới được lên lớp, mà học không kỹ, tu tập không kỹ là không lên lớp. Bởi vì kiểm tra là sau một cái chặng kiểm tra mới biết cái trình độ mấy con lên được hay là không lên được. Đây là một cái chương trình giáo dục đào tạo rồi, chứ nó không phải là mình tu chung chung. Cho nên cái sự tu học của chúng ta nó có căn bản như vậy. Bởi vì khi mà chúng ta lên được thì cái đời sống xã tâm của chúng ta như thế nào, nó sẽ lợi ích rất lớn cho chúng ta. Đó. Thì trong những cái dịp mà được ra những cái lớp học kiểm tra thì mấy con biết là không có người nào mà lật sách mà có bi cục dây gì được hết. Ở đây coi như là hoàn toàn là vấn đề mà học giới luật đức hạnh. Còn mà vấn đề mà kiểm tra về cái thân hành của mấy con nhiếp tâm và an trú thì bắt các con ngồi. Ví dụ như là bây giờ ở trong cái phòng này thì nó chỉ được 4 người,
thì hai người ngồi, một người ngồi đầu dưới, một người ngồi đầu trên, bên đây hai người, thầy ở giữa, thầy sẽ kiểm tra, thầy bắt con phải nhiếp tâm hơi thở hoặc là thân hành của mấy con, hoặc đi kinh hành, thầy kiểm tra từng hành động của mấy con, đi tới đi đuôi ha, hoặc ngồi đó đưa tay ra vô, hoặc là ngồi hít thở, thầy kiểm tra theo từng tâm niệm của mấy con nhiếp được hay là không được, và xem xét coi mấy con an trú được thân tâm mấy con hay là an trú không được. Mà khi mà nhiếp tâm và an trú được, thầy mới sắp xếp cho mấy con chuyển qua một cái lớp khác. Mà chưa thì phải ở, phải tập luyện trở lại và hướng dẫn cụ thể hơn để liên tập cho được. Còn nếu mà người nào tệ quá thì thôi, cho để ra hoài hết, cho rớt luôn chứ không có thể nâng đỡ được nữa. Tại vì không ráng tập luôn thì không thể nâng đỡ, phải cho nghỉ học chứ không thể nâng đỡ. Bởi vì thầy dạy quá cụ thể, thay vì một hành động đưa ra đưa vô như thế này mà nhiếp không được thì thôi, mấy người này thôi, cái căn cơ sao mà như vậy thì thôi, chỉ còn có nước dẹp mấy con đi. Còn nếu mà đưa ra đưa vô mà thấy cụ thể rõ ràng như vậy là còn tu tập. Một lần thầy chuyển ý kiến nhận, chứ không phải là đợi 5 lần 10 lần vậy đâu. Chỉ một lần đưa ra và một lần đưa tay vô, một hơi thở hít ra và hít vô mà không có niệm thì thầy sẽ hướng dẫn mấy con được, chưa bỏ. Mà mấy con nói vừa hít vô mà vừa hít vô thì vừa thở ra là có niệm rồi, mà lần nào cũng vậy thì thôi mấy con thôi nghỉ tu đi, về đợi kiếp sau hả tu, chứ kiếp này chắc bộ tu không nổi. Cái đầu óc như vậy là đầu óc quá rộn ràng, không tu được, con hiểu không? Thế thầy kiểm tra rồi thì cái người mà cái căn cơ mà như vậy thì thôi khỏi, chắc tu theo Phật không nổi đâu, phải chờ kiếp sau à, chứ kiếp này không nổi. Nhưng mà hít vô thở ra không có một niệm là được, chỉ cần một hơi thở vô thở ra là đủ rồi. Không lý nào bây giờ mấy con niệm thử coi, mình hít vô thở ra mà còn vọng tưởng thì như vậy mới không giận mấy con rồi. Thì lẽ đương nhiên là phải nhận cái trình độ tu được, chứ nhận cái trình độ mà tu không được thì ai mà nhận làm gì, để mang tiếng nhận học trò chỗ đông mà tu không được. Cho nên vì vậy mà trong khi mà thầy kiểm tra rồi thì cái người nào tu được và người nào tu không được thì biết rõ. Các con đừng nghĩ rằng một cái người mà viết văn hay, làm giỏi, làm luận giỏi là tu được, không phải. Ở đây thầy đưa ra một cái bài mà mấy con chỉ cần mấy con hiểu, mấy con ghi vào đó. Thầy không cần mấy con viết văn hay đâu, viết tật văn phạm gì cũng được hết, chỉ nói được ý của mấy con mà nói trúng thì thầy đã chấp nhận cho đọc. Chứ không phải là viết cũng bài văn mà kêu là bướm bay rồi trong đó hay ho rồi thì mới cho đậu. Không phải ở đây không phải học văn chương, mà ở đây học xả tâm, nói sao mà có những cái điều kiện mà thầy thấy rằng đây là cái người xả tâm được thì thầy cho lên lớp, thầy cho đậu. Chứ không phải là đây học văn chương mà viết văn cũng như thơ cũng như là quyển du như vậy Đoàn Thị Điểm mà mới cho đậu thì điều này không bao giờ có cái điều đó đâu. Thầy dặn trước ở đây chỉ cần mấy con viết nói, nó không cần cái câu văn mấy con hay, không cần cái câu văn mấy con giỏi mạch lạc như thế nào, nhưng mấy con diễn tả được cái ý của mấy con muốn nói cái điều đó là mấy con đã tả được tâm thầy cho đậu. Thầy không cần văn chương mà thầy cần nói đúng. Cho nên nhiều khi mấy con viết thơ cho thầy thấy nói về văn thì chắc chắn là cái bức thơ của mấy con viết thì chắc là học về văn thì kể như coi như là bức thơ đó, thì thầy nói phải xuống lớp 1 học tới lại ABC, chứ cái kiểu này thì viết như vậy thì đọc mệt. Vì mà lung tung viết như vậy thì lung tung như vậy được. Nhưng mà trong cái ý của cái người đó muốn viết, thầy viết, người ta nói cái gì chứ. Cho nên thầy không cần cái văn hay đâu, mà thì chỉ cần cái mà nói để mà rõ ràng áp dụng được sự tâm của mình. Thì điều đó là điều thầy chẳng đọc. Thầy dặn trước, cho nên có nhiều người nói con văn chương con dở quá, con viết không được, chắc chắn là con phải rớt. Không, mấy con không rớt đâu. Mấy con đừng có nghĩ, mấy con chỉ cần viết hai chữ, ba chữ mà thầy đã thấy được cái ý xả tâm của mấy con ở trong cái chỗ hiểu biết của mấy con, là thầy chấm cho mấy con đọc, để mấy con lên rớt, mấy con tu tập. Thì thầy dặn trước, chứ đừng có tự ti mặc cảm mình đấy. Hồi nào bây giờ con có học văn chương đâu, mới có học lớp 1, lớp 2, lớp 3, bây giờ cầm cái viết mà viết cái kiểu này chắc thầy cho con rớt. Không phải, không có. Mấy con đừng nghĩ gì đó. Không, mấy con như vậy là mấy con đã hiểu rồi. Cho nên vì vậy mà sắp tới đây thầy sẽ bỏ cái từ, mặc dù là thời gian của thầy đang nỗ lực viết những cái bộ sách đạo đức,
nhưng mà thầy phải dành ra cho mấy con có nhiệm vụ có gì chứ xong rồi thầy phải dành ra cho mấy con để kiểm tra, cho mấy con sập lớp, cho mấy con tu tập, để bắt đầu năm này mấy con tu tập sẽ có nhiều kết quả, nhiều kết quả. Sinh hoạt chung ở trong cái tăng đoàn thì mấy con sẽ sinh hoạt chung, nhưng mà khi mà sắp lớp rồi thì lớp nào phải tu tập theo lớp này. Cho nên vì vậy mà mỗi một cái lớp mà thầy sắp xếp lớp rồi đó, thì thầy coi một cái người nào mà có thể có khả năng điều khiển được cái lớp đó, thầy đưa về để trợ thầy trong khi mà thầy không có hiện diện mà hướng dẫn mấy. Mà khi mà thầy hướng dẫn cho mấy con cách thức mà tu tập trong một ngày hai ngày cho nó nhuần nhuyễn rồi, thì bắt đầu thầy giao lại cho một cái vị thầy có cái tu tập đúng, họ sẽ theo dõi mấy con để làm giúp thầy. Cho nên bây giờ thì mấy con nghĩ thầy sẽ về để mà còn lo công việc khác nữa. Nghĩa là bây giờ sách vở của thầy bỏ rồi kia, chưa photo những cái bài, những cái bức thư mà thầy trả lời những câu hỏi của mấy con á, thì thầy đã photo ra một số, thầy đưa của Úc gửi cho mấy con, thì mấy con sẽ đọc những cái điều kiện đó để sau khi mấy con làm bài đáp án, phân đoạn đáp án, giải trình án để cho nó không sai đó, thì có những cái gì mà cần mà chưa hiểu thì mấy con cứ viết thư hỏi thầy, thầy sẽ lần lượt thầy sẽ gợi ý và giúp cho mấy con phải hiểu cho rõ cách thức để mấy con làm đúng không sai. Nó hiểu, chỉ có hỏi, nhờ hỏi mà thầy mới dạy, còn không hỏi thầy biết mấy con hiểu chỗ nào đâu mà dạy, không hiểu. Cho nên những cái bức tâm, những bức thư mà mấy con hỏi điều đó, mấy con hỏi có nhiều cái mình hiểu như vậy nó sai thì thầy phải chỉnh nó để cho mấy con hiểu đúng lại, và hiểu đúng thì mấy con mới biết cách thức làm, chứ nó đâu phải đơn giản. Mấy con phân đoạn là cả một vấn đề khó rồi, mà bây giờ đáp án còn khó hơn. Đây gạch bao nhiêu cái đích của mà không biết nó là cái đạo đức gì đây, trời đất ơi, ngồi đây mà mò hoài không ra, mà nó nằm nó úp nó ẩn ở trong đó mà không thấy nó ra, thì như vậy là bây giờ mình rối đầu này không biết. Thì như vậy mới hỏi, bây giờ nhận qua như vậy thì biết nó cái đạo đức gì, xin thầy dạy con để con nhận ra cho được cái dạng đạo đức của nó, để mà con nói cho đúng, để khi mà giải trình án nó không sai. Bởi vì đáp án đúng là giải trình án không sai, vì nó là cái đề bài để cho mình làm một cái bài luận sau này nói như cái giải trình án. Các con hiểu chưa? Cho nên mấy con hỏi là, rồi cách thức mà xả tâm mấy con cũng hỏi, chứ mấy con không hỏi không biết đâu mà xả. Rồi, thế thầy ra đâu. Thôi bây giờ thầy xin chào mấy con, thầy ra công việc nữa. Chúng con cảm ơn thầy rất nhiều. Xin chào mấy con. Năm mới chúng con chúc thầy mạnh khỏe. Không, mà giờ không chúc thầy cũng phải mạnh khỏe. Chứ không mạnh khỏe là thầy bỏ thì đi. Thôi rồi, thầy chào mấy con. Hồi sáng thì là con chúc mấy con.